Xin chào bà con nha. Chào mừng bà con đến với Thế giới cây giống chi nhánh Chợ Lậy. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến bà con một loại giống bòn bon Thái ha. Thì trước mặt màn hình video đây là giống bòn bon Thái bà con nha. Để em quay một vòng để bà con có thể quan sát rõ ha. Đây là cây bòn bon Thái ha. Thì đối với lô bòn bon Thái này là hình thức cây ghép bà con ha. Cây rất gốc rất là láng luôn, bo rất là xanh ha, dày lá. Đối với bòn bon Thái này á, khi mà bà con trồng á thì tầm khoảng 3 năm là có thể cho trái bà con ha. Nhưng mà về đặc tính á thì năm đầu tiên bà con nên trồng trong mát ha, thì sẽ giúp cây phát triển tốt hơn. Trồng bòn bon Thái thì bà con nên che mát ha, vì cái bộ lá của nó mỏng ha, bà con trồng ngoài nắng thì rất dễ bị cháy. Bòn bon Thái thì cho trái có vỏ màu vàng mà con ha, ăn rất là ngọt là thơm luôn. Rồi đối với chiều cao của cây á thì cao khoảng từ 5 đến 6 tấc bà con ha. Chiên cái bo thì cao khoảng từ 1 tấc rưỡi. Gốc rất là láng mà con ha. Bo rất là xanh, dày lá. Rất là tốt luôn, bà con mua về có thể trồng được ngay ha. Rồi, bà con nào mà có nhu cầu mà mua cây giống bòn bon Thái này á thì bà con có thể đến trực tiếp tại cửa hàng ha, ở đường Chánh thị xã Cai Lậy, Bình Trị, Bình Phú, Cai Lậy, Tiền Giang. Hoặc bà con có thể liên hệ qua số điện thoại 0845664499 để có nhân viên tư vấn cho mình cụ thể hơn rồi sẽ báo giá cho mình luôn ha. Rồi, cảm ơn bà con đã theo dõi video nha. Hẹn gặp lại bà con ở những video clip tiếp theo.